bây giờ mình sẽ làm một cây kem ốc quế thật là ngon. Cây kem ốc quế thì phần quế sẽ có màu nâu. Ngon ơi, chị ăn cây kem ở trong tủ lạnh của em đúng không? Đúng rồi. Trời nắng quá nên là chị lấy ra ăn. Sao chị lại ăn của em? Thì bố mẹ mua chung cho chị em mình mà, chị ăn có sao đâu. Mỗi người một cây, chị ăn của cả của em rồi còn gì nữa. Thì nó ngon quá mà. Không, để hôm khác chị mua cho nhá. Không chịu đâu. Đã thử nhá, mẹ mua cái bộ đồ chơi xe kem này cho á, em sẽ không được chị chơi cùng. Không, không được. Bố mẹ mua cho chị em mình mà, sao em lại mang đi chơi một mình như thế? Thế ai bảo chị ăn cả của em? Thì cái kem khác, còn đồ chơi này khác mà. Không, kệ đó. Đồ chơi này có nhiều. Em sẽ không cho chị chơi cùng đâu, một mình em chơi thôi. Em thật là xấu tính. Ai bảo chị cũng thế mà. Đã thế thì chị tự nặn một cái kem ốc quế. Chắc chị thành đâu, nặn xấu mà. Còn lâu nha, chị nặn hơi bị đẹp đấy. Đến lúc đấy đừng có mà xin. Em thèm mà em không thèm chơi của chị. Xe kem thật là đẹp, nhưng mình sẽ không cho chị chơi cùng đâu. Ai bảo á, ăn cả kem của mình. Wow, ôi, một bunny. Yeah, một bạn nhập bunny nè. Đẹp quá ta. Đây, một chú ngựa nè. Hai, ba nè. Wow, mình có hẳn một xe kem. Yeah, thích quá. Cái chảo nè. Ui, bao nhiêu là đồ luôn. Bỏ hết ra đây. Xúc xích nè. Đó. Thích quá đi. Để xem nào. Ngựa pony 1, 2, 3. Mình sẽ có một cái quầy kem để mình đi bán kem. Mình sẽ treo hết đồ lên đây. Kem đi. Ai kem đi nào? Kem đi, kem đi. Hello, ba bạn pony nhá. Các bạn ơi, các bạn có ăn kem không? Cửa hàng tớ cái gì cũng có luôn. À, các bạn có ăn bắp luộc không? Ai bắp luộc đây? Bắp luộc nào? Luộc nô nè. Bắp luộc đây. Bắp luộc nào? Ý, ngồi nhà mình hôm nay ngon quá nè. Không những có bắp luộc, còn có cả bắp rang bơ cơ mà. Cho ngồi ra đĩa nào. Đây, tớ mời các bạn ăn bắp luộc này. À, thêm một ly nước ngọt nhá. Nước ngọt gì đây? Đây rồi, để rót nước ngọt nào. Đây, mời bạn uống nước ngọt nào. Ngon quá. Ô, chị ơi. Ơi. Cái kem ốc quế của chị hả? Đúng rồi đây em. Wow. Sao? Đẹp quá. Thế lúc nãy ai bảo là chị không biết làm, chị làm xấu. Em không nghĩ là chị làm đẹp như thế. Hả? Xe kem của em á, chả có ốc quế gì hết. Mà còn không đẹp không to nữa chứ. Cái kem của chị á, nhìn y như thật. Bây giờ á, chị còn đang làm hai quả cherry để gắn lên nữa cơ. Đâu, chị gắn ở đâu em xem nè. Từ đây quả cherry của chị lên này, để cho lên đây. Xong đâu? Chị sẽ làm lá nó, cái này chưa xong đâu. Ui trời ơi, sao mà đẹp thế này mà vẫn chưa xong á. Chị quả khác nữa chứ. Kem có vị dâu nè, màu xanh là vị ta, vị bạc hà, màu trắng là vị sữa. Ôi giờ, đẹp quá. Bây giờ chị sẽ làm hai cái lá, hai cái cuống nữa là xong. Ui chị ơi, chị làm cho em mấy cái đi. Thì em tự làm đi, đây này còn đầy đất nặn đây, sao nhờ chị làm gì? Em làm không đẹp á. Em làm đẹp hả? Em tự làm, em sẽ làm một cái. Nhìn này, vẽ em hỏng của chị rồi đây này. Trời ơi, em làm hỏng một tí thôi, chị đã quát em rồi. Trong khi á, chị ăn hẳn một cây kem của em còn chả nói gì. Chị xin lỗi, được chưa? Thế bây giờ em làm đi. Chị cho em làm nhá. Ok, đấy, em thích làm một gì thì làm. Đây, em để cái này ra đây đã. Để xem ai sẽ đẹp hơn. Vâng ạ. Thấy mình làm đẹp lại làm theo. Nhưng mà chắc gì đã đẹp. Đây là một cái que kem này. Chị làm que kem ốc quế thì mình làm que kem bình thường. Em đã xong chưa đấy? Xong rồi ạ. Chị ơi, đây. Một cái kem que em. Vâng ạ. Chị nhìn hấp dẫn không? Muốn ăn luôn đúng không? Thế em nhìn cái này thì sao? Em so sánh đi, em tự biết đúng không? Chị ơi, nhìn ơi. Cái kem của chị giống hết thật luôn á. À. Đấy, nhìn là chỉ muốn ăn luôn đúng không? Ê, em ăn quả chết đi này đi. Em hái ăn nhá. Xét mà, đã xét được khô mà ăn được đâu. Wow, sao chị khéo thế? Đấy, đấy chưa? Lúc nãy còn chê chị không biết làm cơ. Đây này, nhìn cái quem của em này, chán không?
Bây giờ á, mình sẽ trang trí một tí là sẽ đẹp hơn. Vâng, thì chị trang trí hộ em đi. Ok em. Còn em thì em sẽ ngắm cái kem ốc quế của chị. Sao mà chị lại có thể khéo tay như vậy? Mà nó sẽ tụ khô mà làm sao mà ăn được chú. Nhìn cái này á, chả khác nào kem mua ở siêu thị luôn. Thế hay là mình để lên đây để mình đem đi bán ta. Mình sẽ bán là một cửa hàng kem đi. Mình sẽ cho cái kem ngồi ở đây. Đó. Ây da, ngồi vào đây. Ý. À, kem đi. Kem ốc quế nào. Con đi ăn kem không? Trời ơi. Chị ơi, em nói làm rồi. Nhưng mà nó vẫn đẹp á. Không sao đâu em. Của em nó. Đây, của chị á. Chị đang làm một ít kem để chị giải lên. Vâng ạ. Chị ơi, cái này là gì vậy á? Cái này á, đây là kem chảy đi em. À. Đấy, đẹp thế. Em ơi, cái kem của em này bây giờ đã giống cái kem hơn chưa? Wow, chị ơi, nhìn giống kem thật ra. Ừ, nhìn hấp dẫn đúng không em? Vâng ạ. Ủa sao chị khéo tay thế? Tiện chị mà lại. Em muốn ăn quá chị ơi. Chị ơi, em muốn ăn kem. Kem ăn không? Hay là để chị đi mua kem cho em nhá. Bù cái hôm trước. À, nhưng mà em muốn đi nữa rồi để em chọn. Ok, xong á, về phải cho chị chơi đồ chơi cùng nữa nhá. Vâng ạ. Thế chị ơi, mình đi mua kem đi. Ok em. Đi.